Vâng, xin chào các bạn. Kênh Xuân Dũng Ô Tô Giá Rẻ hôm nay lại lên sóng với các bạn một chiếc Daewoo Matiz đời 2007. Sản xuất 2007, xe được trang bị la răng đúc, ngoại hình xe sơn si đã được làm mới là rất đẹp. Đời 2007 màu trắng tư nhân. Con này máy gầm thì chất. Về ngoại thất sơn si đã được là chủ nhân làm đẹp sạch sẽ sẵn đi. Giá chúng tôi con này chúng tôi bán là với giá 68 triệu. 68 triệu rẻ như cho xe đi che mưa che nắng rất tốt. Đây là ngoại hình chiếc xe. Hình thức bên ngoài sơn si rất đẹp. Biển 30F4 số từ đầu. Nó hơi lộn tí là 4567, nhưng mà các bạn dịch ra nó là lốt. Đấy, 4765 nhá. Xe được trang bị la răng đúc, đầu USB, kính điện, hai kính trước, gầm bệ chắc chắn không mối mọt. Đây la răng đúc các bạn nhé. Đây gầm các bạn nhìn nó rất chắc, là không bị mọt đâu. Các bạn yên tâm với tầm tiền như thế. Đây bao nhiêu dàn rất đẹp. Hình thức nước sơn bên ngoài là vẫn còn rất đẹp. Đây là xe đời 2007. Chúng ta quan sát phần keo chỉ của xe. Ngoại hình thì đẹp. Đây là xe Matiz. Keo chỉ của nó các bạn quan sát là cũng làm lại, là những chỗ nó bị lổ và đã làm lại hết. Cánh trước Matiz này. Đây cánh đằng sau. Dán rong rất đẹp. Cua nó còn tiếc của nó giờ còn này còn rất đẹp này các bạn ơi. Ghế ra. Keo chỉ bên chúng ta quan sát phần bên phụ của xe. Cánh sau của nó này. Tạp lô của nó đẹp. Theo thời gian các bạn nhé. Thay một chiếc xe máy. Các bạn mua xe như này các bạn đừng mình không nên đòi hỏi nó cao nhiều quá mà nó ở mức nó vừa phải thôi. Đây là xe nó phân khúc ít tiền. Con này được cái chủ nhân này bọc là bọc trần bọc ni lông. Ghế da, ghế bọc da về sẵn đi. Không phải làm gì nữa cả. Con này về sẵn đi thôi. Đấy. Nội thất tắp lô này vẫn đẹp các bạn nhé. Con này tắp lô rất đẹp này. Đấy các bạn quan sát rất kỹ. Vô lăng của nó là cũng đẹp đấy. Con này vô lăng của nó là tương đương với con 2.8 rơi vào bán 80 triệu vừa rồi. Chưa đẹp bằng vô lăng. Tắp lô xanh này. Kính điện hai kính trước các bạn nhé. Xe là được trang bị điều hòa cơ. Điều hòa hai chiều nóng hòa lạnh hai chiều, hoạt động USB, radio FM. Đăng kiểm đến tháng 11/2019 các bạn nhé. Tháng 11/2019 vẫn còn rất dài. Chúng ta về sẵn đi thôi, không phải làm gì nữa cả. Làm gì chủ nhân đã làm rồi. Đây ghế ra, ghế đằng sau rất đẹp. Các bạn nếu mua hãy nhanh tay mình đăng, các bạn hãy nhanh tay nhé. Mình bán 68 triệu có gia lộc cho các bạn để đi lại sang cộ. Xe thì vừa tầm túi tiền của mọi người. Đây mình sẽ cho mọi người xem phần máy nhá. Đấy là phần sơn và keo chỉ của xe. Đây là mình sẽ cho các bạn xem phần máy. Đây là phần cabo. Con này cabo nó đẹp đấy. Tầm tiền như thế là cũng hợp lý. Cabo các bạn này đẹp, hoa hậu đấy, Ngọc Trinh đấy. Đôi đèn nó vẫn đôi đèn xịn các bạn nhé. Đó tai nó gãy người ta đã làm lại này. Đây. Đầu xe vẫn còn này. Đấy. Đèn thì đèn xịn, cả đôi người ta đã làm lại. Con này máy thì rất chất rồi các bạn này. Máy thì rất đẹp. Con này máy chất đó. Đi con này thì khỏe đấy.
với tầm tiền 68 triệu ra hàng cho các bạn lọc đá, các bạn đi lại mình bán giá trên. Bạn nào yêu hãy gọi điện và liên hệ với mình. Các bạn hãy đăng ký kênh và ủng hộ bên mình. Mình luôn cập nhật rất nhiều những phiên bản những dòng xe mà mình sẽ có trong chương trình video sau này. Đấy, đây là chiếc Matiz, máy thì rất êm. Các bạn để tí nữa mình đổ thử cho các bạn nghe nhé. Ta nhìn nó rất là hoành tráng đấy, không kém gì đâu, thay một chiếc xe máy thôi. Đi chán bán lại, không đáng bao nhiêu tiền cả. Còn các bạn nào yêu số tự động nhá, kia đấy, chiếc Kia Morning bản số tự động đời 2008, đăng ký 2010. Thì mình đang bán với con đấy với giá 225 triệu. Xe rất đẹp, chính chủ. Để mình đổ máy cho các bạn quan sát con này nhá. Đấy, máy nổ thì thầm lắm, điều hòa thì mát, rung rượu. Đấy các bạn này, máy rất êm này. Đấy, đấy nhá, máy nổ ga ga rất êm này. Đấy, máy nổ thì thầm. Nào có nhu cầu anh nhanh tay gọi điện tới mình. Số máy 0985723326, Dũng ô tô Mê Linh. Luôn cung cấp những dòng xe phân khúc từ là 500 triệu, 300 triệu, rồi là 100 triệu, 200 triệu. Sau lần sau video này thì mình mai ngày kia là mình sẽ có một video là mình sẽ vào con Sà Bắc đời 2008, tư nhân chính chủ, không taxi, không khoan đục. Các bạn nào xem hãy ủng hộ và đặt gạch bằng cách là chuyển khoản qua bên mình. Và nếu bạn nào yêu chuyển khoản, bọn các bạn đến xem không nghĩ như đúng thì mình tả, bọn mình sẽ gửi lại bắn lại tiền, không lừa đảo, không lừa. Đây là toàn bộ cửa hàng của mình nhá, đây là cửa hàng nội thất và điện ô tô và buôn bán ô tô. Đây là cây xăng dầu nhà mình. Đấy, mình đấy, ở đường quốc lộ 2, quốc lộ 23, xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội, giáp ủy ban xã Tiền Phong và cổng cạnh bưu điện Tiền Phong và ngân hàng bưu điện. Các bạn yên tâm một điều là mình bán địa chỉ rõ ràng và rõ ràng, không lừa đảo, không lừa cả. Nhiều người sợ lừa đảo nhưng các bạn yên tâm một điều, mình cung cấp đầy đủ số chứng minh thư, điện thoại để cho các bạn theo dõi. Các bạn vào cập nhật vào Zalo số này của mình, luôn có những dòng xe và luôn bán. Chiều nay mình vừa nãy mình vừa bán mấy con xe đấy, các bạn cứ cập nhật vào trụ của mình thì sẽ rõ nhất, thì mua bán nó sẽ yên tâm. 0985723326, số điện thoại mình dùng đến năm nay là gần 35 rồi. Đây là chiếc Matiz các bạn nhá, đời 2007, màu trắng, ngọc trai, rất là đẹp. Đấy, máy xe đang nổ thì thầm, giá bán 68 triệu, có ra hàng đồng đá cho các bạn yêu. Xe được trang bị la răng đúc, gầm bệ chắc chắn, tư nhân, sạch sẽ, không taxi. Bây giờ trước kia nó cũng qua lướt lát qua dịch vụ, đấy, bây giờ nó đã ra tư nhân lâu rồi, đấy, xe mua để đi lại gia đình. Với phân khúc tiền chỉ hơn 60 triệu, chúng ta thay một chiếc xe máy không vì chúng ta đi một chiếc xe máy SH hàng hơn trăm triệu. Như thời tiết hôm nay mưa nắng rất là khổ, độc hại. Hai vợ chồng công nhân đi làm đi một con này thì không còn gì bằng. Tội gì vì đi xe máy, hai vợ chồng đi về xe xăng ăn 6 lít. Tội gì vất vả các bạn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của kênh ô tô cũ Mê Linh. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và mong các bạn ủng hộ kênh của mình luôn để được cung cấp những dòng xe tốt nhất, mới nhất cho các bạn nhé. Vâng. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.